Cuộc đời của người mình tại sao không tạo cái mà cầm theo được, mà đi tạo cái không cầm theo được. Cả đời của người ta đa phần là tạo cái không cầm theo được. Tiền bạc vật chất, danh tiếng, nhà cao cửa rộng không cầm theo được, mà cuối cuộc đời thì hụt hẳn, chết thì thôi thớp, không có con đường đi. Tại sao chúng ta lúc còn sống này chúng ta không gầy dựng một chỗ đi về? Chúng ta tại sao không gầy dựng một chỗ đi về? Làm ăn vẫn là làm ăn, kiếm tiền vẫn là kiếm tiền, sống vẫn là đặc biệt. Nhưng tại sao không tạo một cái chỗ đi về? Mình tạo một chỗ đi về cho đặc biệt đi, để tương lai mình có chỗ mình đi về. Bây giờ con người không chịu tạo, thua rồi. Thấy chưa? Không chịu tạo chỗ đi về. Khi mà mình hụt hẳn, khi mình cái chết đến bất tử hoặc tai nạn, mình biết đi đâu đây? Cuối cùng mình mù mờ, mình phải đi đỏ tam đồ ác đạo à. Tại sao bây giờ mình không gầy dựng một chỗ đi về đi? Thế giới cực lạc là chỗ đẹp, tại sao mình không nghĩ là có? Mình nghĩ có đi, vì trong kinh nói có, Phật nói có, mình tin có. Nên cái người mà tin tịnh độ có là có nguồn gốc tin. Cái người mà không tin tịnh độ là người không có nguồn gốc. Tin tịnh độ là có nguồn gốc, mà không tin tịnh độ là không có nguồn gốc. Nên người có phước có duyên sẽ tin tịnh độ. Vì cái pháp môn tịnh độ này là cái pháp môn từ phước duyên. Nên Phật nói rõ ràng, người không đủ thiện căn quốc báo nhân duyên không tin pháp này. Pháp này là pháp khó tin. Là cái người có phước báo nhân duyên. Mà phước báo nhân duyên gì? Nhiều đời nhiều kiếp đã niệm Phật, bây giờ niệm Phật là tin. Tại nhiều đời nhiều kiếp đã tin niệm đó. Nhiều đời nhiều kiếp đã tin niệm, bây giờ thì tin niệm. Còn nhiều đời nhiều kiếp người ta không tin niệm, thì bây giờ người ta không niệm, người ta không tin. Nó rõ ràng chưa? Người ta lại tin cái pháp khác, vì người ta tu cái pháp khác. Nên tại sao Phật đưa lên 84.000 pháp môn? Vì bạn tu pháp nào bạn đi vào pháp đó à. Bạn gặp cái pháp mà một đời giải thoát thì đó là duyên phước của bạn. Bạn gặp cái pháp mà trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp mới thành tựu thì do bạn chọn mà. Bạn chọn. Bây giờ họ đã chọn rồi, bạn có nói cỡ nào họ chỉ gieo duyên à. Chứ họ không bao giờ chọn cái pháp mà một đời giải thoát đâu. Nhưng một con người người ta tu cái pháp khác, người ta có duyên cái tịnh độ rất dày. Người ta nghe một cái là người ta quay đầu liền, vì người ta có duyên cái tịnh độ nó dày. Và người ta cũng có tu cái pháp khác, nên bây giờ người ta gặp duyên cái pháp khác đầu tiên. Nhưng mà khi người ta nghe tịnh độ, người ta quay đầu niệm Phật liền. Đó là duyên phước đối với tịnh độ người ta dày. Bây giờ người ta quay đầu niệm Phật. Đâu phải là dễ khuyên người ta niệm Phật đâu. Người phải duyên phước nó mới dẫn dắt quý vị đến. Có cái chú này ông tu 20 năm, ông nói ông đi, ông biết quá trời biết luôn, ông chuẩn bị bỏ đạo. Thì tự nhiên duyên phước của ổng là tự nhiên ổng bấm bấm trên mạng gặp cái buổi giảng như Đức. Ngay cái buổi giảng tâm huyết nhất luôn, nghe một phát một quay đầu, từ đó sao ổng nghe như Đức luôn. Rồi bắt đầu là ổng ở nhà dụng công tu 2 thờ. Hôm qua đến gặp Nhân Đức, gặp mừng kinh khủng luôn. Nói là nhờ thầy chứ nếu không con bỏ đạo rồi đó. Tại vì con cảm thấy bơ vơ, hết biết đường đi. Con đi giết giờ con hết biết đường, con thấy rằng là con nhạt nhẽo với đạo, con tu không còn kết quả, con không có tư tưởng gì nữa. Con định bỏ đó thầy. Mà chắc duyên phước của con, tự nhiên con nghe thầy giảng tâm quyết, ngay câu bậc hiệu niệm đến cùng nghe luôn. Từ đó về sau 2 bài giảng của thầy con nghe suốt. Và ở nhà dụng công tu 2 thời sáng tối, con thấy đúng là lấy lại trạng thái tự nhiên, ổn định lại liền. Từ đó về sau con nói rằng cảm ơn thầy, nên bữa nay đến cảm ơn thầy, xin cúng dường. Đó, thấy chưa? Thấy không? Duyên phước nó tạo ra chúng sanh, nó thấy chưa? Nó giống như cái công đoạn mà con bé nhỏ 11 tuổi đó, thấy không? Ta nhỏ xíu xíu vậy thế mà tâm quyết người ta kinh chưa. Nhiều người tu bao nhiêu chục năm, quý vị nhớ, đứa bé nó 11 tuổi tại sao nó nói chuyện kỳ lạ vậy? Vì thấy đứa 11 tuổi nào nói chuyện kỳ lạ vậy không? Nói chuyện như bà già vậy đó. Hỏi nó vì sao niệm Phật giảng sanh, nó nói về thế giới cực lạc làm Phật độ chúng sanh. 11 tuổi mà kỳ cục vậy, thấy không? Con mình 11 tuổi đâu có nói chuyện đến mức mà sâu xa vậy, hoặc là gỡ lời thăm cha mẹ. Cha mẹ đừng lo cho con ở đây khỏe lắm. Còn cái cô mà chăm giùm nó kêu đó là bà nội con. Bà nội đâu mà bà nội. Chăm giùm nó kêu bằng bà nội, bà chăm nó muốn te tua. Bà kêu nó kêu nó bả bằng bà nội, nên bà thương nó luôn. Cuối cùng bà lo cho nó quá trời vậy đó. Ngộ ghê chứ, bà nội đâu bà nội. Đâu có bà nội gì đâu. Bà kêu bà lại chăm giùm. Chăm giùm nó kêu bả bằng bà nội luôn vậy đó. Nó khôn ghê chứ. Rồi xong rồi nó nói là nó quyết định nó niệm Phật giảng sanh thôi, trong chùa bình an hơn ở trong bệnh viện. Thấy chứ, nó nói những câu mình thấy lạ chứ. Nó tâm quyết niệm Phật giảng sanh không mà mặt tươi rói, không có sợ gì chứ. Khuyên ba mẹ nhà yên tâm ăn uống đàng hoàng, rồi niệm Phật. Rồi con ở đây không có sao đâu, tuy bụng nó bự nhưng mà nó nhẹ mua lần. Bụng bự mà nhẹ mua lần.
Nói ngộ vậy đó. Rồi hồi xưa bụng con nặng lắm, giờ bụng con nhẹ lắm, không có sao chứ nghe. Còn con thì quyết tâm niệm Phật để sanh cực lạc thôi, ba mẹ đừng có lo. Nó thấy chưa, vừa an tâm cha mẹ, vừa khuyên cha mẹ. Người ta coi quá trời luôn, có một ngày một mà 40 mấy ngàn người ta coi cái buổi nó ngạc một rồi. Thấy chưa, thì thấy cái duyên phước nó đến với mình mà nó ngộ, nó quý như Đức, mà nó nghe lời như Đức lắm quý vị. Như Đức nói một câu đó không, như Đức nói những Đức không vô thăm con đừng có nghĩ tới. Những Đức còn nhiều việc, con nghĩ tới ai với đạo Phật tiếp dẫn con thôi. Tại vì những Đức khi mà 3-4 ngày không vô thăm là nó hỏi, ủa sao thầy bây hổm giờ không ghé thăm. Còn có một lần lúc đó nó khỏe, nó nói với mẹ, con có một tâm nguyện trước khi mà sau này lỡ con mất đi, con có một tâm nguyện này mà ngại quá không nói được. Hỏi tâm nguyện gì, nói là muốn ôm thầy một cái. Nó là tâm nguyện cuối đời, ghê không? Nó trời thì có gì đâu khó, nói đại đi, muốn ôm đại một cái xong thôi. Thấy chưa, nít mà nó nghĩ những cái nghĩ, nó nói những cái nói lạ lắm quý vị. Nên là nít không bình thường, thấy chưa, nít không bình thường. Nó quý vị thấy rằng đây là nít chắc là tái lai gì đâu, kỳ cục ghê. Văn chắc niệm Phật nhiều đời nhiều kiếp gì đâu á, rồi tự nhiên đến đây, rồi duyên đến đây, rồi nói chuyện vậy đó. Chứ ít có con nít nào mà vậy, không có chịu đi đến tìm bác sĩ, tìm thuốc, mà toàn là muốn niệm Phật sanh cực lạc không à. Thấy thấy không? Nên mình ở ngoài đời có khi mình nghĩ rằng còn nước còn tát. Thôi, còn nước còn tát. Các vị biết rằng là bao nhiêu cái câu mà còn nước còn tát này mà cha mẹ ông bà mình không được giúp. Con người nó tính vào định lực nhân quả quý vị. Khi cái nhân cái quả nó mà đến lúc rồi không có tát nổi đâu. Thuốc nào mà giúp nổi chứ nha. Nó, chúng ta chỉ là phụ trợ thôi. Còn cái việc quan trọng là phải tin sâu nhân quả. Con người mà đến lúc thọ mạng, đến lúc nó chết rồi, có thuốc tiên cũng không cứu được nữa. Có gia đình, có bác sĩ giỏi cỡ nào cũng không cứu được. Thuốc chỉ là hỗ trợ cái lúc mình bệnh đau mà thọ mạng chưa hết. Thọ mạng chưa hết đó là nó hỗ trợ cho mình, rồi mình cũng hết. Nhưng mà nếu mà bây giờ mà thọ mạng mình hết rồi thì dù có uống cỡ nào nó cũng chết rồi. Mà cái tâm nó dành cho chỗ đó thì nó chết, nó không được giải thoát. Nó không được giải thoát. Nên cái người tu mình, có nhiều người ta không hiểu, ta nói mình sao mình ác kỳ cục quá. Làm sao người ta bệnh mà không cho uống thuốc tầm bậy. Người ta không uống, người ta không chịu uống quý vị, biết không? Người ta muốn niệm Phật giảng sanh. Nó, nên từ nơi đó mà mình tạo dựng cái tư tưởng đó cho người ta, nó đặc sắc dữ lắm quý vị. Mà chùa mình là phần nhiều, đa phần luôn, rất là nhiều. Nhiều vì những con người mà nó tâm quyết niệm Phật giảng sanh. Nó, nên quý vị mà đi về chùa mình, quý vị thường nghe cái chữ chết lắm. Còn cái, ở chỗ khác người ta không có nói chữ chết. Ta sợ nói chữ đó ra nó xui. Còn chùa mình những Đức thấy nói chữ chết chứ nó càng hên. Chùa đó thịnh, rõ ràng luôn á. Ví dụ như những Đức nghĩ cái chữ chết là may mắn, cái chữ mà nói mà sống thọ mới là không may. Ví sao? Nói cho vị nghe nè. Nói này là lạ nhất rồi nè. Chữ chết mà may mắn ngộ chợ. Vì mình nói cái chết là cái vô thường. Mà khi con người mà nghe vô thường cái tự nhiên người ta nghĩ tới chuyện mình hồi đó giờ mình làm vợ mà mình thấy không có chung thủy. Mình thấy mình không có khóa, không có nhiệt tình. Làm dâu mà mình cũng chưa tròn bổn phận làm dâu. Bây giờ sắp chết rồi. Thôi cũng phải làm cái gì đó chứ. Nhiệt tình hết mình trong cái khoảng thời gian mình còn sống. Hồi đó giờ mình thấy mình sao nó hung dữ quá. Bây giờ gần chết rồi mà hung dữ cái gì. Mình mà hung dữ kiểu này mà chết đi, quỷ sứ nó đến nó dẫn mình đi. Thôi bây giờ mình phải hiền đi. Nên những Đức nói rằng là nhắc cái chữ chết là nó may mắn á. Nó làm cho quý vị thiện lại, rồi nó không có chết. Nó, còn quý vị nói sống dai lắm thì mình nói mình còn sống lâu lắm. Thầy bói ông coi mình còn sống lâu lắm, nên tiền bạc mình phải giữ gìn. Ai mà hơn thua với mình bụp người đó liền. Mình còn sống lâu mà mình chưa chết đâu, mình sực khỏi liền. Ai mà nói tôi cái là tôi chơi liền, chứ đừng nói chuyện dưỡng chơi nha. Tiền bạc tôi bo nặng nề, tôi không cho ai để dành, mình còn lâu mình xài cho đã, đúng không? Nên nói sống lâu mà không biết tu nó mới ác. Còn nói gần chết nên nó hiền. Nó hiền nên nó sống lâu. Hiểu chưa? Đó, nên quý vị biết rằng vì sao đạo Phật không coi bói. Vì sao đạo Phật không coi bói? Cái trí của Phật đặc biệt. Nếu như mà đạo Phật mà đưa ra coi bói á, thì vị coi bây giờ như Liễu Phàm đi, tiên sinh Liễu Phàm đi,
Đúng là cuộc đời ông sống rất là đặc biệt. Tự nhiên Khổng Tiên Sinh coi ông là cuộc đời ông như vậy, coi rõ cho ông nghe hết luôn. Rồi ông trải qua thời gian mười mấy năm y rang như Khổng Tiên Sinh coi luôn. Rồi cuối cùng ông chán đời, ông buồn, ông chán, ông nói rằng bây giờ đời ông như vậy rồi, bây giờ ông phấn đấu làm cái gì nữa bây giờ? Cứ ngồi đại nó cũng y rang à, bây giờ có cố gắng nó cũng y rang à. Thôi buồn chán, nản lòng. Cái này là cái nguy hiểm nè. Phải chỉ coi mà chỉ người ta một phương pháp thì nó hay. Còn coi người ta chỉ coi xong người ta không chỉ mình phương pháp. Nếu mà nói về tốt thì mình mừng, mà mình không làm tốt thì nó không tốt. Mà nói về xấu, nói gì xấu thì làm ta lo âu, ta buồn. Thấy không? Nên đạo Phật là dạy người ta tu phước duyên. Thì dạy người ta tu phước tu duyên. Khi tu phước tu duyên thì cái số mạng người này xấu. Xấu thì tu phước tu duyên nó tốt lại. Thấy chưa? Rõ ràng không? Đó. Người ta không có coi cái cuộc đời người này. Người ta không nói cuộc đời người này. Mà người ta chỉ người này tu phước tu duyên. Người ta nhìn người này, người ta thấy người này là tuổi thọ ngắn ngủi. Người ta chỉ người này ăn chay phóng sanh. Thì ăn chay phóng sanh là cái nhân của sức khỏe và tuổi thọ kéo dài. Người ta nhìn người này thiếu phước thì ta chỉ người này tu phước duyên. Thì khi tu phước duyên thay đổi số mệnh. Nè, cuộc đời như Đức thay đổi số mệnh nè. Một mình lo không xong. Nếu như những Đức ngoài đời mà đi cưới vợ thôi thì cái như là giống như những Đức là thôi là một mình lo không xong mà đem con vợ về lo là sao? Rồi con vợ mà nó ẹp cho một đứa nữa thì sao? Thế vì nghĩ thì sao? Mà một mình mà không xong mà bây giờ thêm hai người thì sao đây? Thì kể như là gọi là khổ te tua tả tơ tàn tạ ha. Nó may mắn thay đi tu vậy mà bây giờ nuôi hơn 1.000 người, làm bao nhiêu chương trình luôn, lễ Giới Quan Âm 4 ngày bị coi người ta cỡ nào chưa? Thế vì vậy coi lại đi, kinh luôn á trời. Nó nên nhiều người bạn bè Nhân Đức nó gặp Nhân Đức nó lỡ nó gờ chát, nó hỏi Nhân Đức là ai. Nhân Đức nói bộ mày khùng, mày không biết tao là ai. Tao là thằng hiền nè. Nó cỡ thằng hiền hả? Hồi xưa mày nhậu nhẹt mày quậy dữ lắm mà bây giờ sao mày kỳ cục với nó? Gì đâu kỳ cục, con người có lúc này lúc khác chứ kỳ vậy mày. Thấy chưa, nói chuyện vui vui vậy đó. Nói vậy thấy rõ ràng không? Tu hành thay đổi số mệnh. Một mình lo không xong mà bây giờ lo cho hơn 1.000 người, còn làm bao nhiêu chương trình nữa là cái gì? Tu phước duyên, sanh phước duyên. Rõ ràng đúng không? Nó tu phước thì phước vậy. Rồi họ hỏi mày, tao thấy mày xưa học lớp 3 ở lại lớp 9 năm. Chẳng là chẳng lớp 1 3 năm, lớp 2 3 năm, lớp 3 3 năm. Học 3 lớp ở 9 năm. Là trung thành với cô giáo. Quá trung thành luôn. Vì nghe nhà Đức kể hoài mà. Học lớp 1 3 năm lớn quá, cuối cùng cô giáo cho làm lớp trưởng. Người ta làm lớp trưởng là do người ta học giỏi, còn mình là do quá lớn. Bự quá bự à. Giờ làm lớp trưởng hù dọa mấy đứa nít chứ. Trung thành quá trời luôn, lớp 3 năm ở lại. Thấy không? Vậy đó, bây giờ mấy bạn bè nói ủa sao mà bây giờ tao thấy mày ngồi giảng thuyết quá trời. Mày nói thao thao bất tuyệt, mày học ở đâu? Tao có học ở đâu đâu. Giờ tao niệm Phật, tao khuyên người ta niệm Phật rồi cuối cùng mày càng khuyên thì càng biết, mà càng biết thì càng khuyên, cứ làm hoài giết mà thành chuyên nghiệp luôn. Nó trời ơi mày nói sao trên trời dưới đất kỳ cục, tao không hiểu cái gì. Nhưng Đức nói nó không hiểu cái gì. Nhưng Đức nói cảnh giới này không phải của mày. Nó tao nó tao cả không hiểu. Rõ ràng cái cảnh giới này không phải của nó. Tại vì cảnh giới của Nhân Đức là niệm Phật, nên Nhân Đức hiểu được cái việc niệm Phật là như thế nào. Nuôi con người Nhân Đức hiểu nuôi con người sao. Nó không nuôi, nó không niệm Phật thì sao là cảnh giới của nó được. Thấy không? Thì càng thiếu pháp càng thông minh. Thấy không? Tài thí thì càng có tiền bạc. Thì càng có tiền bạc Nhân Đức càng nuôi người già. Thì càng nuôi người già Nhân Đức càng có phước. Rồi Nhân Đức gặp người Nhân Đức vui vẻ nên người ta vui vẻ Nhân Đức. Là Nhân Đức vui với người ta vui lại à. Chứ bây giờ quý vị gặp người ta bị ủ cái mặt xuống, quý vị kêu người ta vui à. Bây giờ cái người ta có vui cỡ nào chăng nữa mà quý vị gặp người ta, quý vị vừa gặp làm mình có cười với người đó một hai lần hay chăng nữa mình cũng không cười được, cái duyên cười với người đó hết rồi. Tại vì người ta cười với mình không cười lại mà. Người ta chào mình không chào lại thì mình hết cái duyên được chào. Người ta cười với mình không cười lại là mình hết cái duyên được cười. Xài hết rồi. Bây giờ tôi mỗi ngày tôi gặp người tôi ưa cười. Đi từ tôi hô, mỏ tôi nhọn. Có cái anh đó, anh lấy cái buổi giảng Nhân Đức, anh lập một cái trang là giảng pháp thầy thích Nhân Đức. Mà cái trang coi đông lắm. Một ngày có khi nó coi mà 5-7 ngàn người. Thì anh lập cái trang. Rồi xong anh đem mấy cái buổi giảng mình up lên thì sao không biết. Mà bài nào cũng miệng méo. Mình hồi sáng mình giảng, mình nói tôi lại anh.
tôi chỉ có ông thầy hô thôi. Mà bây giờ anh chơi tôi thành thầy hô, thầy méo. Xong anh nhắn tin là anh nói là nhờ thầy méo mà người ta thấy lạ quá, người ta coi đông. Thôi vậy được, anh cứ làm vậy đi. Mấy người ta coi đông là được rồi. Bây giờ up lên sao mà bài nào mình mặt méo sộm, méo kỳ cục lắm. Tự nhiên giảng pháp mời tôi micro đưa bên miệng nào nè. Giờ kỳ cục tới ghê. Ôi trời trời, sao mà up, sao mà bài nào mặt cũng méo sộm mới chợ. Xưa hô thôi bây giờ méo nữa. Mà ngộ ghê, mà ta coi đông. Lạ. Thấy sao? Nên từ nơi đó mình gặp người ta mình vui thì người ta vui với mình. Thí dụ như cái người này có buồn cỡ nào buồn chứ mình gặp người ta mình chào chào anh. Dài ba lần nó cũng cười với mình cái nữa, thấy không? Còn nếu như mà mình gặp người ta, mình vừa gặp mặt người ta nhìn. Nhìn mặt quẩu quẩu. Người ta muốn cười người ta từ xa là người ta muốn lợi người ta chào mình người ta cười đó. Nhưng mà từ xa ta nhìn cái mặt mình ta đã thấy kỳ quá. Mặt nó nhỏ quét, mắt vui vui, kinh kinh. Thì bây giờ người ta cảm giác là thôi được rồi. Con người này tôi thấy kỳ cục, tránh xa, thấy không? Tránh xa. Nên con người mà không biết chào hỏi, không lễ phép, không biết niềm nở là con người không thể nào thành đạt trong cái cuộc đời này được. Mình buôn bán, làm ăn, kinh doanh, bất cứ một cái vai trò nào phải đòi hỏi con người vui vẻ, quan hỷ, hoạt bát. Gặp người chào hỏi cái lễ phép là nó làm cho người ta gần mình. Cái lễ quý vị. Nên con cháu mình sinh ra cái quan trọng là lễ phép. Đứa con nít trong nhà mình mà mình kêu nó thương người ta mà nó không thương, nhất định phải gầy cho bằng được. Đứa này phải thương người ta. Tại vì nó không biết thương hỏi người khác là sau này nó lớn lên nó sẽ vô lễ, vô phép. Mà đứa đó vô lễ, vô phép rồi là đố mà ai mà thương nó đó. Quý vị coi, quý vị thương nổi cái người vô lễ, vô phép không? Có đẹp gì đẹp, nhưng mà gặp người cái là nhìn người ta cái bỏ đi, là người ta gì người ta đánh giá liền. Con của mình đẹp nghe, nhưng mà gặp người khách như, của cha mẹ đến nhà mà tự nhiên nhìn cái bỏ đi, kênh cái đi, hoặc đi học về mà đi ngang không hỏi chào hỏi ai, là người ta đi dọc đường người ta ngồi trên xe, lúc đó người ta không nói nghe, đi dọc đường trên xe người ta nói trời ơi con của từ nhái hay sao. Mình nói mấy cái tên này nó không dính tên ai, phải không? Con tư nhái thì sao mà nhỏ dễ thương ghê, cao ráo, mà đi học về nó xách cái cặp đi học đi ngang cái vèo nghe, nó không có biết thưa hỏi cha mẹ cô chú gì một tiếng. Sao mà tư nhái nó không biết dạy con gái nghe, nó nhỏ gái gì mặt đẹp mà sao không biết chào hỏi ai, nhỏ này không có được. Tôi đã định kết xui gia với tư nhái nè, cho thằng năm bèo nó cứ nhỏ đó. Nhưng mà tôi thấy không có được, thôi nhỏ này không có được. Về nói với con, thôi năm bèo ở bèo, mày là tao thấy con của ba nhái không có được nè. Nhỏ đó thì mặt mày sáng sủa mà nó vô duyên vô dụng, gặp người không biết chào hỏi chứ. Thôi mày kiếm nhỏ khác, mày cứ đại cái con nhỏ sớm trên đó, năm mập đó, đại đi mày. Tuy nó mập nhưng mà mặt có duyên, thấy không? Người ta mập nhưng mà có duyên biết chào hỏi. Cha mẹ mày đến là nó chào hỏi à. Con nhỏ đó mày cưới về đi, nó làm dâu sau này nó biết chào hỏi đó. Còn con nhỏ kia tuy đẹp mà không có biết chào hỏi ai đâu. Con nhỏ đó mà mày rước về là cái gia đình tàn mạc. Thấy không, tao nói một câu thì kinh khủng chứ. Không biết chào hỏi, không lễ phép. Tuy mình xấu nhưng mà xấu không phải là một cái tội. Vô lễ vô phép là một cái tội á. Xấu không phải tội. Lé hô súng gì lùng không phải tội. Mình có lễ phép là nó bù đắp. Đẹp mà vô lễ vô phép thì nó mắc hết 70%. Xấu mà có lễ, nó có phép tắc thì nó bù đắp được 70% cho mình. Đúng không? Nên từ nó đó, xấu chưa chắc là thất bại, mà vô lễ vô phép mới thất bại. Nên con cháu của mình ít học nhưng mà dạy có lễ phép. Gặp người chào hỏi tiếng đại đi, có tốn kém gì đâu. Đúng không? Nên những đức mà nói mà đi đang xách cái này bưng cái kia đi sẹt vậy đó, mà người ta mà gặp như đức người ta chào thầy, mình quay lại ấy đã vỡ, thấy không? Làm câu giờ thấy vui rồi, thấy chưa? Chưa bao giờ mà những đức đi đâu mà những đức đi nhanh mà người ta chào như đức mà những đức đi luôn, không có đâu nghe. Luôn luôn như đức đang đi nhanh, bận cỡ nào bận những đức vẫn quay đầu lên ấy với đã vỡ. Có một lần mà mình đang đi nhanh quá, vì tranh thủ đi, tự nhiên người ta chào thầy mình ấy với đã Phật, quay là đụng cái bóp trời. Và cái đó chào tội nghiệp, thầy quay lại chào rồi đụng đầu vô cái cây.
bữa đó đang chạy xe đạp, cái môi đen thui nè, chạy xe đạp tự nhiên mấy bà cụ già mà bà đến dự lễ Quan Âm xong mà còn ở lại mừng quá, mấy ngày lễ mình không có tiếp ai, bà gặp mình bà mừng quá trời mừng, nghe pháp bà vui bà thích, cuối cùng bà gặp mình bà chào quá trời chào, mình đang chạy xe đạp vù chạy ra ngoài kia ngoài phòng đăng ký mình coi công chuyện á, chạy vù bà chào thay quay lại chào cô, cái cục đá té cái hứ trời trời cắm vô cái môi bầm nâu luôn. Vậy mà người ta tội nghiệp nghe, chạy lên trời tội nghiệp thầy không chào mình mà không té, chạy xe đạp té cái hứ môi bầm nâu luôn, chẳng là chạy tới giờ không khéo nó gãy răng nó chết luôn, nhờ không gãy răng cắn môi môi bầm nâu luôn, thấy chưa, không mình vậy mà ta thấy thương nghe, ngộ ghê. Bởi vì con người mình nó dạy con cháu mình thành đạt gì thành đạt là một con người bình thường, đi du học ở phương xa nước ngoài nước này nước kia nước mắm nước cơm gì đó, đi học xong đi du học về nói với con mình con đem cái sở học đó con áp dụng đúng chỗ, còn trở về miền quê mình vẫn là mình như thế nào không ai con, nó vẫn là con người bình thường. Mình đi ra nước ngoài bằng đồ này đồ kia đồ nọ, mình trở về đất nước của mình trở về miền quê mình bằng lên một bộ đồ của người miền quê mình, tự nhiên người ta vừa nhìn nó nói công nhận thiệt nghe, con của thằng Năm công nhận nhỏ này thằng này được nghe, đi học nước ngoài bao nhiêu năm mà nó về nó gặp ông bà cô bác chồm sớm nó đến nó chào hỏi nó thăm lơm nghe, mà cái nhân cách của nó không khác gì ngày xưa, công nhận đứa này được thiệt, thấy chưa, cái đó mới là cái sở học thứ thật nè, sở học thứ thật. Còn gặp mà đi học về rồi bắt đầu là đồ này áo nọ phương Tây, nhộm tóc vàng tóc trắng tóc xanh đủ chuyện, rồi nói chuyện thì nói mát tên gì tùm lum tùm la không nghe được cái gì, mấy ông già bà cả dưới quê nó đánh giá liền, thứ gì đi học được bao nhiêu mà nó xạo, về đây nói chuyện trên trời dưới đất không à trời, nó ngồi nó uống nước trà với tao, nó uống con ly nó nói nước trà đáng ghét chê, rồi xong nó nói là giờ này bên Mỹ vẫn là giờ này là buổi tối, nó nói này kia nó trên trời trên giờ này sao nó trời dưới đất không à, thằng này không được hay chưa, đánh giá mình liền. Nên cái nhân cách con người mình là một nhân cách gần gũi, nhân sinh con người ai cũng tiếp nhận mình thì mình mới thành đạt. Con người thành công là nhờ nhiều người ủng hộ mình quá mình mới thành công, chứ mình giỏi mà không ai ủng hộ mình sao mà thành công đây. Đó, cái này là cái quan trọng lắm á. Những điều nói đơn giản nói khơ khơ vậy đó mà ai mà hiểu được thì thành công à. Anh thấy cuộc đời tôi rõ ràng nè, tôi thành công từ cái mà ở dưới quê thấy. Thế vị biết ở dưới quê miền Tây, quê Nhật Đức ưa có cái tính này mà Nhật Đức bị ảnh hưởng. Họ gần gũi vậy. Nó mà Nhật Đức áp dụng nó điều chỉnh lại. Như ngày xưa ba Nhật Đức á, nhà nghèo. Nhưng mà khách khứa đến nhà, nhà có một con gà mái á, mà mỗi ngày đẻ một cái trứng để cô quạt ăn chơi vậy đó. Vậy mà khách đến nhà, ông chơi con gà mái luôn. Bằng thịt ăn luôn quý vị. Xong bữa sau ông nói, bà đem cái trứng gà ra coi này. Trứng gà đâu, trứng gà nữa. Hôm qua mặn thịt mất tiêu con gà mái, trứng gà vậy từ hôm nay mà có trứng nào ăn mới sợ, thấy chưa, nghĩa là nấu cái gì ăn á, cái là sao bưng lại cho chồm sớm bữa nay kho chim bánh khọt, mấy đứa bưng lại cho nhà của bác ba bác hai gì người dĩa nhỏ ăn, con ăn lấy thảo nghe nói gia đình con chiên bánh khọt gỡ cho nhà bác ba bác hai người dĩa nhỏ ăn lấy thảo với ba con, nó nói vậy nghe con. Xong rồi là đưa xong rồi chào hỏi đàng hoàng lấy cái dĩa về, sớm qua đeo cái dĩa về kìa con, dặn vậy đó, bây giờ mình bưng bánh khọt đi mình đi nghiêu ngao luôn nha, nhìn bánh khọt cũng thèm lắm mà không dám ăn bưng bánh khọt đi cho người ta. Rồi khi mà thấy dưới quê này người ta gặp nhau bởi vì người ta bu lô bu la lắm, gặp cái là anh Năm ghé lại uống ly nước trà của anh Năm, nó bận lắm bận đi vô trong trọng liền để nhổ cỏ, nó không anh phải ghé uống ly nước trà chứ không anh mày mốt anh không ghé nghe, tôi mốt anh kêu tôi đừng có mong mà tôi ghé nhà anh, đã nghe chưa, thấy không, cái tình cảm của làng quê vì Nhật Đức bị ảnh hưởng. Sau này Nhật Đức đi vô chùa, Nhật Đức không có lấy cái văn tự trong chùa nó quá sâu, nó không phải là cứng quá, mà Nhật Đức đem cái tư tưởng ở miền quê đắp vô trong chùa, mà Nhật Đức điều chỉnh cái tư tưởng nó lại, điều chỉnh tư tưởng lại, vậy nó giống như Nhật Đức cũng nhiệt tình, ví dụ như mà lễ lọc đồ này kia đi, là Nhật Đức trước khi họp là Nhật Đức nói mấy cô mình, hoặc là Nhật Đức giảng Nhật Đức nói là người ta đem đến cúng cái gì á là đem cái ăn hết đi nghe, giống thịt ba Nhật Đức luôn, bánh trái đem hết đi nghe, trái cây đồ đem hết nghe, nhưng mà trước đó Nhật Đức họp Nhật Đức nói mấy cô là cái gì mà mềm mềm để cho mấy bà già. Khác ba Nhật Đức,
Ba nhà Đức ngày xưa là ông đem ra hết thiệt á. Rồi cuối cùng nhà Đức nghe mẹ nhà Đức ở phía sau bán ngồi ăn á, ăn không có gì ăn khô quẹt mà có một miếng ăn ngon đem cho người ta ăn hết á. Bà ngồi phía sau bà cằn nhằn, bà nói nè, cái ông này ông kỳ cục hơn, vợ con không có cái gì ăn hết chứ mà cứ đem để cho người ta ăn không à. Bây giờ vợ con phía sau quọt quẹt khô quẹt ăn khổ vậy đó. Những Đức nghe, sau này tới đời của Những Đức lo cho chúng. Những Đức kêu đem hết đi, nhưng mà Những Đức kêu vậy thôi, chứ Những Đức hộp, Những Đức nói là cái gì ngon ngon để cho mấy bà già, để cho mấy cô ăn nghe. Đó, đó là cái gì? Là mình lấy lòng được cái người đến với mình, và mình lấy lòng được cái người ở với mình, nó mới viên mãn quý vị, đúng không? Ví dụ như gia đình của mình, vợ con mình vẫn là sống với mình lâu dài, thì cỡ nào cỡ chơi bạn bè, cỡ nào chơi chứ mình nghĩ tới vợ con mình chứ. Chứ bây giờ vợ con mình mà nó không được sao mình chơi với bạn bè. Ví dụ như nhà mình tan nát mình chơi với bạn nào? Gia đình mình thịnh, bạn nó mới đến nó chơi với mình, nó kính mình. Gia đình mình mà tiêu điều rồi, nó đến với mình nó chơi lằn một nó chạy mất dép. Quý vị coi trong cái cuộc đời này phải không? Lúc đương thờ thì kẻ bưng người bợ, lúc hết thờ thì kẻ ghét người khinh. Lúc đương thờ quý vị khỏi cần gọi điện thoại, họ cũng điện nữa. Nhưng mà lúc hết thờ quý vị gọi họ, họ không bắt máy, gọi 3-4 lần không bắt luôn, vì nó sợ mình mượn tiền. Nên mình, cái gia đình của mình phải thịnh, gia đình mình phải tốt, và thương vợ, thương chồng, lo con, đàng hoàng cái gia đình mình cho đầy đủ, rồi mới tới người ta như vậy. Thì cái góc độ chơi của mình như vậy mới là người thông minh, gọi là trí thức đó quý vị, chứ không phải giỡn đâu nghe. Trí thức đó. Đó, nên ba Như Đức ông dạy Như Đức hay ghê. Ông quá nhiệt tình nhưng mà nghèo hoài. Ông nhiệt tình mà nghèo sơ, nghèo sát, nhà toàn là rác, hiểu không? Nên đời Như Đức lo cho hơn 1.000 người nhưng mà đầy đủ. Tại vì sao? Quan tâm cái người bên cạnh mình, phải cho nhiều, từng chút Như Đức lo cho họ. Vì Như Đức lo cho họ, họ mới cùng chung tay Như Đức đi gây dựng một sự nghiệp. Còn nếu Như Đức không lo cho họ, sao họ chung tay Như Đức? Nên mình muốn nở mặt nở mày với mọi người thì trước nhất gia đình của mình phải kính trọng mình. Gia đình mình mà còn không kính trọng mình thì mình giả dối với người khác á, sau lưng nó chửi mình cho mà thấy. Nên có những người mình không hiểu. Nên mình giàu có khá giả, giúp đầu tiên là ai? Người làm công gia đình, cha mẹ, anh chị em, người thân. Trước nhất là người gần nhất, đó là người làm công, là người tay chân của mình để thành đạt sự nghiệp. Thì phải cho họ một cái ăn huệ tương đối để họ hết lòng bảo vệ sự nghiệp cho mình. Đây mới là ông chủ có góc độ. Rồi kế đó là gia đình, vợ con, dòng họ phải có được những cái ăn huệ này, rồi mới tới đi làm việc thiện chỗ này chỗ kia, thì được cái bên cạnh và được cái phương xa, nó mới là đúng. Còn nếu không mình tạo danh à, mình chỉ tạo hình thức thôi, vẽ tranh nó, hiểu chưa? Vẽ tranh thôi chứ không có thật. Thì cái người làm công với mình nó ghét mình, nó nói ông chủ keo kiệt, làm thì hút máu người ta, mà mở miệng ra làm từ thiện nó ghét mình, nó chửi mình. Gia đình của tôi khổ đau nè, bệnh đau có người chết, chớ hề có cái ăn huệ gì cho gia đình tôi, mà hở ra mở miệng làm từ thiện, đem giấy tờ công đức đồ gì treo tùm lum tùm la để múa rìu qua mắt thợ làm thiện. Bộ mặt thiện bên ngoài, ác tâm bên trong, đúng không? Mình mà chỉ cần mình sống không đúng là người ta coi thường mình liền. Nên cái người trong chùa này bị đi tìm hiểu hết đi. Nếu như mà trong hơn 1.000 người này mà có một người nói Như Đức là họ không hiểu đó, thật sự họ không hiểu đó. Tại Như Đức quá nhiệt tình, Như Đức lo cho họ đầy đủ từng chút rồi tới người bên ngoài Phật tử gì, nên họ lo nhiệt tình cho Phật tử. Nên quý vị nghe Như Đức nói chuyện những cái điều nó rất là đơn giản luôn, cực kỳ đơn giản luôn. Quý vị hãy suy nghĩ cho kỹ đi, phải là rõ ràng mình học Phật là mục tiêu gì. Gia đình của mình phải hạnh phúc. Quý vị nói như vậy thì có những cái nhân duyên giữa vợ chồng hết thì sao mà hạnh phúc đây thầy? Cái hạnh phúc là do bản thân quý vị hạnh phúc, quý vị luôn luôn trong mọi hoàn cảnh hạnh phúc. Còn cái cuộc đời này thì duyên đến thì gặp, mà duyên hết thì xa. Vợ chồng là do duyên nợ mà gặp nhau, mà duyên thì có thuận duyên, có nghịch duyên. Có duyên thì gặp, mà có nợ thì đến với nhau, ở với nhau. Mà khi mà hết nợ, hết nợ mà có duyên thì cũng chỉ có gặp nhau mà không ở được với nhau. Mà hết duyên mà có nợ thì nó bị vúng víu mà nó không được có thể gặp nhau. Ví dụ như có những người có nợ là họ chỉ nhớ nhau mà họ không gặp nhau. Còn có những người có duyên thì họ gặp nhau mà không ở được với nhau. Còn có duyên và có nợ thì nó mới ở cùng nhà. Mà trong nợ duyên nó có thuận duyên, nghịch duyên. Thuận duyên thì gia đình hạnh phúc, mà nghịch duyên thì gia đình buồn phiền.
Bây giờ mình học đạo xong mình điều chỉnh cái thượng duyên không dính mắc, cái nghịch duyên không buồn phiền, thì tức khắc quý vị sẽ sống được hạnh phúc, hạnh phúc liền. Còn khi mà đã hết duyên hết nợ rồi thì xa nhau. Cái việc này không có tính tới cái chuyện là quý vị học Phật mà không có hạnh phúc. Vì tôi hết duyên hết nợ với chồng, với vợ, nên bây giờ tôi xa nhau. Nhưng tôi vẫn học Phật, tôi vẫn sống tốt, tôi vẫn ở vậy nuôi con, dạy con đàng hoàng. Tôi vẫn ở như vậy, tôi sống cho đúng vai trò làm cha, làm mẹ để nuôi con, dạy con. Người ta hỏi vì sao mày học Phật mà gia đình mày bây giờ như vậy, nói tại vì hết duyên hết nợ. Ngày xưa có duyên có nợ thì đến với nhau, bây giờ hết duyên hết nợ thì xa nhau. Nhưng mà ảnh lo việc của ảnh, tôi lo việc của tôi. Tôi vẫn sống tốt, tôi vẫn ở dạy nuôi con đàng hoàng. Lâu lâu tôi vẫn đưa con tôi về thăm bên nội, vì đó là nguồn cội. Còn lâu lâu ảnh vẫn đưa con ảnh về thăm bên ngoại, vì đó là nguồn cội. Chứ không có phải là cha đi nói mẹ mà mẹ đi nói cha. Vậy thì quý vị là người học Phật hạnh phúc rồi. Chứ quý vị nói bây giờ tôi học Phật là vợ chồng phải hạnh phúc, con cái phải ngoan ngoãn hoàn toàn. Quý vị đòi hỏi gì thì cái nghiệp duyên nó không phù hợp. Nên mình học Phật là học Phật, nhưng cái sự trở ngại của gia đình là có sự trở ngại. Nhưng bản thân của chúng ta hiểu định lực nhân quả, mình sống cho mọi hoàn cảnh mình đều vui, hạnh phúc là bản thân mình học Phật, mình hiểu. Hiểu chưa? Đó là nguyên lý gì nhà Đức nói rõ cho bị nghe đó. Chứ đừng bao giờ nói ồ trời nó đi học Phật đi chùa mỗi ngày vậy đó, vậy mà hai vợ chồng chia tay rồi đó mày ơi. Chứ mày mà đi học mai mốt chia tay nữa, ông thầy đó ông dạy chia tay không đó nghe. Nó buông xả, nó bỏ chồng bỏ vợ, nó đi tu theo ổng đó. Ông này ghê lắm á mày. Thấy không? Nó giải thích cho bị nghe rõ ràng, thấy không? Nó, mình học Phật là mình đang có một điểm nương tựa cực kỳ đặc biệt luôn. Mà nương tựa ai? Vì nương tựa quý vị á, khi học Phật rồi là mình nương tựa được cái nội tâm mình á, hiểu chưa? Bị nương tựa ai mà không bị té? Bây giờ có cái gì ở trong cái cuộc đời này bị nương tựa mà được bình yên không? Bây giờ cái nhà quý vị có vững chắc cỡ nào nhưng một ngày nào nó sập một phát thì còn nương tựa được không? Hụt hẳn á. Còn chồng nó có thương cỡ nào, lỡ một ngày nào nó không thương cái nó hụt hẳn không? Nên cái nương tựa là nương tựa nội tâm của mình, tin nhân quả. Dù cho cỡ nào người ta cũng không đánh ngã được mình. Cái đó mới là điểm nương tựa mà nhà Phật cho mình đó. Nhớ nghe. Đó, nên những đức thường cứ nói Phật tử bây giờ người ta quý mình ghê lắm. Nhưng mà một ngày nào cái gì một cái là người ta trở mặt với mình á. Chứ không phải giỡn đâu. Nhiệt tình hết mình với người ta thương. Nhưng mà lỡ mà cái gì một cái đi, cái gì không phải cái đi, là hoách, hít, kênh với mình. Gặp mình lúc trước nói hay lắm, bây giờ thấy ghét. Đá bây giờ. Thấy chưa? Trở mặt liền giỡn đâu chợ. Nên mình thôi, luôn luôn mình duy trì mình cho đặc biệt nè. Nó cái đó là cái tuyệt vời trong nhà Phật dạy đó quý vị. Bây giờ quý vị nghe một buổi chia sẻ gì thôi, quý vị thấy cái cảm giác của mình nhận thức về nhân sinh liền. Nhận thức rất nhiều tư tưởng về nhân sinh luôn. Mà nhân sinh này là nhân sinh nói xác thực nhất. Nên cái việc mà tu phước tu duy của đời người là tuyệt vời lắm. Gương mặt tươi vui, chào hỏi người một tiếng. Ai đến nhà mình chào một tiếng cái gì đâu. Gia đình bên nội bên ngoại đến một cái là mình chào một tiếng. Có gì ăn mình dọn ra ăn hết phước cho rồi đi. Vậy đó mà người ta về người ta khen gia đình mình. Nên cái người phụ nữ trong gia đình để thành đạt cho người đàn ông là người phụ nữ khôn khéo. Khôn khéo. Giờ như chồng mình nó quá hiền đi chăng nữa, chứ mình cũng phải đè đầu cỡ cổ nó hoài được. Lúc mình đè đầu cỡ cổ nó là lúc không có ai á. Người ta không có cười mình, tại vì nó khờ quá. Nên mình quýnh nó. Nó dạy. Tại vì sao nó quá khờ, gặp thằng chồng khờ quá mà. Thằng chồng này gánh vác gia đình không thành công, nên mình phải đứng lên thôi. Nhưng mà mình dạy cái lúc mà không có ai á. Còn lúc mà có ai thôi, mình cho thằng chồng mình nó có nở mặt nở mày một chút. Người phụ nữ như vậy thì rất là khôn khéo. Còn người phụ nữ mà trước mặt người ta mà chửi chồng, hách chồng, nạt chồng là người phụ nữ này không có khôn. Người ta có thể chấp nhận người đàn ông hiếp vợ, chứ người ta khó chấp nhận người đàn bà hiếp chồng. Thấy không? Nên từ nơi đó mày thấy rõ ràng không? Đó là cái sự thành công mà người đàn ông mà có một người phụ nữ khôn khéo bên cạnh. Nó cái đó là cái rất quan trọng đó quý vị. Mình là người vợ có thể lép với chồng không có sao. Chấp nhận chịu đựng được hết, người ta khen mình. Còn mình hơn chồng là người ta cười mình đó. Cười mình đó, hiểu chưa? Cái đó không hay đâu. Nó nên tại sao mà cái xã hội bây giờ mà nhiều cặp vợ chồng ly dị nhiều. Tại vì chồng cũng kiếm tiền mà vợ cũng kiếm tiền. Ai cũng kiếm tiền nên đụng nhau thì chia tay. Còn ngày xưa thì không biết kiếm tiền, nên chồng có la cỡ nào cũng không có đường để đi. Không có tiền xe đi rồi đi đâu.
không biết quen bạn bè gì hết trơn, là đứa nào dẫn mình đi. Còn bây giờ thì cái sự giao thiệp rộng về điện thoại, mạng truyền thông, nên bây giờ mình chỉ cần la vợ một cái thôi là nó kêu bạn bè đến. Bạn bè nói mày còn đẹp lắm, mày thiếu gì người để ý tới. Nói vài câu châm vô một cái là châm dầu vào lửa, là nó bỏ chồng như chớ. Giới thiệu việc làm đồ cái rồi xong nó có công việc ăn việc làm là nó bỏ chồng liền, đúng không? Cái xã hội này là nó bị cái tình trạng này là nhiều đó. Còn ngày xưa người phụ nữ người ta biết chăm con, người ta ở nhà không à, người ta không biết gì nhiều nên có la người ta cũng ở nhà. Nên tại sao mà những đức rèn các cô mình được ở trong chùa không không? Những đức không cho các cô mình biết cái gì chứ. Những đức muốn làm cái vai trò mà gọi là giúp cho các cô trong chùa mình trở thành người phụ nữ ngày xưa. Nên bây giờ các cô đâu biết gì đâu. Không được xài điện thoại, không được về nhà, không được đi đâu chứ ở chùa không à. Vì mà cô nào cô nấy sáng sủa mập mạp vui vẻ, sống đặc biệt luôn. Nó còn nhiều đứa bên ngoài mà nó vui quá mà sao nên sơ sát vậy, thấy không? Có khi còn đi phá thai nữa, thấy không? Còn mình đây có đâu phá thai đâu, mà thấy ngon rồi, thấy chưa? Nó mình thấy số 1 chưa? Người ta lại đơn giản bình dị, người ta sống vui vẻ cười giỡn, nhân sinh, thấy không? Đó là rèn các cô mình. Tại sao chùa mình mà các cô mình nó sống mà 7-8 năm trong chùa được? Là do gì? Không nghe, không thấy, không biết quý vị. Chứ gặp mà nó nghe, nó thấy, nó biết chưa chắc nó ở trong chùa. Gặp mà đưa mỗi đứa một chiếc điện thoại nó cầm đi đố mà ở trong chùa tu. Mỗi người nó báo nguồn tin thôi, hết tu. Như những đức mà cầm điện thoại, những đức cũng khó tu. Nên những đức không cầm điện thoại, nên ai cũng không cầm điện thoại. Đó, phải re. Nên từ nó đối vị biết cái hạnh phúc lớn nhất của đời người là không có tiền mà có người nuôi. Trời ơi, nó hạnh phúc đừng có nổi. Nên những đức nói trong nhà mà chồng muốn cầm tiền, nó nói cầm đi tờ, cầm đi. Rồi biết vợ muốn cầm tiền, bà cầm đi, đừng có ai dành cầm tiền. Cầm tiền khổ lắm. Mà cầm tiền là ăn trộm nó tìm mình. Thì nó tìm người có tiền chứ nó tìm người không có tiền chứ. Hiểu chưa? Nên những đức đâu có cầm tiền. Nên ăn trộm nó có tìm, nó tìm cô Bạch. Cô Bạch cũng cầm tiền. Chùa chiền nó lo cho nhiều người, nó biết có tiền. Có tiền mới nuôi được nhiều người. Thì bà Bạch nó cầm tiền, nó kiếm bà Bạch. Nhưng đứa đâu có cầm tiền đâu, nó ngủ thẳng cẳng luôn. Ngủ ngon lành luôn, phải không? Nhưng đứa kêu chi vô đó, tặng vô đó thì cứ làm. Còn bây giờ nhà đứa đâu có cầm tiền. Nhưng đứa nói bà Bạch, nhưng đứa nói có gì bà hy sinh đi. Cho tôi sống thì tôi nuôi nhiều người. Thôi chưa? Nó mắc cười ghê, nó cầm tiền khổ lắm quý vị. Thí dụ như bây giờ mình cần cái gì, tôi cần cái đó mua. Hạnh phúc không? Đặc biệt chưa? Đi lỡ mua đồ mua xong có người trả tiền, hạnh phúc không? Quá hạnh phúc. Rồi người tu mình mà được vậy đúng là đại phước báo đó quý vị. Mua một cái người trả tiền, khỏi cần trả giá luôn, để cho họ tự trả giá đi. Mình khỏi trả giá luôn, tại vì mình đâu có trả tiền đâu, mình trả giá. Mình cầm tiền là mình trả giá đó, mình cầm tiền là mình hỏi này nhiêu. Nhiêu là phải trả giá đúng không? Còn mình không cầm tiền mình trả giá cái gì? Không cần trả giá luôn. Mình cứ mua, họ tự trả giá, họ tự trả tiền. Ôi ô, nó hạnh phúc gì đâu. Những đức đi tu mười mấy năm nay, những đức mới thấy nó hạnh phúc. Quý vị biết ít bao giờ mà những đức cầm tiền trả cái gì lắm. Những đức chỉ dùng thôi. Cần những đức nói là tôi thiếu cái đó, mua giùm đi. Rồi tự trả tiền, tự giải quyết. Nhiều người ta cúng dường những đức, những đức có bao giờ coi bao thư nhiêu tiền đâu. Đâu có bao giờ coi đâu. Họ lợn họ cúng, những đức đưa cho ban tổ chức tự xài giải quyết. Những đức nuôi các cụ chuyện gì, lo chuyện gì, nấu cái gì ăn các cụ, những đức chỉ nói lên thôi, rồi nấu đi. Cái gì những đức mua trả đi, trả. Rồi tự người ta cúng dường thì cứ đếm tiền rồi chi tiền. Nhờ vậy mà những đức mới giảng pháp cho vị nghe nè. Chứ nếu như mà mỗi ngày mà những đức cứ ngồi đếm tiền sao giảng pháp, chắc nó giảng tiền quá. Giảng tiền hay đừng nói sao giảng pháp. Hòa Thượng Tịnh không giảng pháp hay là do gì? Ngài không đếm tiền mà ra đó. Chứ nếu ngài mà còn đi đếm tiền là thua. Đó, nên cuộc đời những đức đi tu, những đức thấy đúng là hạnh phúc ghê. Sống những ngày tháng bình yên quá trời, mà người bên cạnh những đức cũng bình yên nữa. Tại vì sao? Người trên vui thì họ vui. Chứ nếu mà những đức mà bận tâm là cả nhóm chùa đều bận tâm hết. Những đức mà lo tối ngày đi, chùa sao vui. Quý vị đi đến đây nghe những đức chia sẻ Phật pháp, nếu những đức mà không thoải mái cái tâm, quý vị nghe không có được đâu. Những đức thoải mái cái tâm, quý vị nghe được nè. Chứ nếu những đức mà nặng nề, những đức nói nặng nề không à. Mình đi đến nhà ai đi, mình gặp họ cái là mình muốn đi về à. Họ gặp mình cái là trời ơi,
làm ăn năm nay thấy không được cái gì. Nói cho bụng sao kỳ cục cái chợ. Vừa đến nhà chưa nói chuyện nhưng than trước, sợ anh mượn tiền, thấy chưa? Còn nếu như những đức mấy vị đi đến đây vị tu mà những đức lên nói chuyện hôm nay, trời ơi gì đâu mà lễ không ai cúng hết trơn mấy vị á, kẹt quá trời. Bây giờ làm tùm lum thứ mà không có tiền nó, nên là thầy buồn ghê, lo phải hởm tới giờ ăn không ngon ngủ không yên, viết môi đen xì. Mấy vị thấy không, tự nhiên mấy vị ở dưới ngồi nghe thấy trời trời ông thầy này đến chia sẻ Phật pháp thấy không có gì thoải mái, chứ toàn là nói lo âu gì không có trợ, thấy không? Từng theo bà đi tôi nghỉ đi rồi đó bà. Bà đi nghỉ đi để tôi đi, đi thêm từng nó thôi thôi tôi cũng nghỉ đi luôn bà. Tôi đến sao tôi nặng nề quá trời nặng nề, tôi thấy đến không có nói cái gì an lạc mà thấy nặng nề không, thấy không? Nhưng mà hồi nãy giờ bị nghe đứa nói rất đơn giản nghe, mà vì nghe lại từ từ lại đi, bởi vì sẽ thấy có nhiều cái nó đặc biệt lắm á. Nói mà đầu tiên chỉ tu phước tu duyên, đặc biệt kể nhiều câu chuyện là vị nghe vị thấy là mình phải làm rồi đó, làm để có phước có duyên, đúng không? Đó bây giờ bao giờ chùa mình hiện tại đây 400 người đó quý vị, đây bây giờ 400, hồi tối hỏi nhiều quan là 400, nay 400 người, nó bên kia bên Đại Tùng Lâm mà Bảo Tháp Đại Tùng Lâm 450 nữa, là hai bên này là thấy là 850 người, bên chùa Hộ Pháp bên hơn 400 người bên đó nữa. Là quý vị coi một ngày 1.000+ người ghê chưa. Bây giờ số lượng người ta về tu ào ào, người ta về ở tu trụ. Nên quý vị biết rằng mà vậy mà cuộc sống chùa bình yên nghe, không có thiếu nghe quý vị, tương đối gạo ổn định, tiền cũng có lai rai à. Bữa nào chiên bánh xèo gũ với lỡ ăn à, thấy chưa? Bữa nay mấy sư cô ở đây nấu bún bò chay. Mấy sư cô nấu ngon lắm nha, sư cô nấu được lắm á, nấu đồ ăn rất là ngon luôn, thấy chưa? Mình làm việc gì là Phật Bồ Tát đưa người đến à. Mấy sư cô đâu xuất hiện nấu đồ ăn ngon quá trời, cái xuất hiện ngộ ghê. Mình nói cô từ đâu đến, bà nói không biết từ đâu đến. Trong nhà Phật hỏi mà giờ cô từ đâu đến thì đúng, người ta nói không biết từ đâu đến. Cái câu là cái câu giống như là cái câu mà gọi là giải mã sự giác ngộ đó quý vị. Nếu mà nói tôi từ đâu đến tôi biết thì cái điều này ghê lắm, là không biết từ đâu đến, nghe không? Cô sẽ đi về đâu? Chưa biết đi về đâu. Thật sự chưa giác ngộ, chưa biết đi về đâu, hiểu chưa? Nào, ba sư cô rồi nấu ăn kích liệt luôn, nhiệt tình vui vẻ lắm. Cô nào cũng vui chứ nha. À, quý sư cô vui lắm. Ở cốc đồ mà những đứa cứ gà tới gà lui, những đứa nói hoài vậy đó. Ở cốc không bằng ở chùa, ở chùa ngon hơn ở cốc, cốc nhỏ chùa to, ai ngu gì chọn cốc mà đi bỏ chùa. Sư cô á viết rồi tới tao ở chùa luôn rồi còn nghĩ gì cốc. Như Đức nói bây giờ muốn ở chùa luôn thì ban đại cái cốc đi, chứ để đâu mai mốt buồn cái chạy về cốc, thấy chưa? Nên mình muốn cho người ta tu được là mình phải dọn hết con đường người ta bước ra, dọn sạch con đường đó, không cho con đường bước ra. Nên con người mà đi theo những đức là không có con đường bước ra, chỉ có con đường chết là chết trong chùa, chứ không có được chạy đâu mà chết tầm bậy chứ. Không, mà người mà đi những đức là ghê lắm quý vị, đồng hành lắm. Tại vì mình là nhiệt liệt hết mình với người ta nhiệt liệt hết mình với mình nè. Nên quý vị nên sống chân thật với người ta, nhiệt tình với người ta. Nội mà 4 ngày lễ vị cũng thấy những đức làm sao rồi đó. Một con người như vậy mới bị gặp ông thầy vậy là vị thấy yên tâm. Thầy ghen, thấy không? Ông thầy này mà nói thật sự mà nói mà chồng mình bỏ mình bây giờ ông cũng ghét mình. Ông đâu bỏ mình đâu, rõ ràng luôn, ông ghen mà. 1.000+ người như thế còn nuôi được mà thêm bà nữa, ăn thua gì? Ăn thua gì nhiên đức chứ, nói thiệt luôn. Nuôi quá trời luôn mà thêm bà nữa có sao đâu, hiểu không? Nó trong đây nuôi mà 800-900 bà mà giờ thêm bà nữa không có ăn thua gì chứ. Ai thích vô đây. Thấy không? Mạnh dạn lắm sao chứ nghe. Nên nó hồ vô đây mà nuôi chừng 2-3 tháng thôi mà đầu nấy mập lù, mặt mày sáng sủa tròn do luôn, đừng nói chuyện dữ chứ. Ở ngoài đời còn ốm o gầy mòn, vô đây mà thúc vài tháng mập, ăn chay thôi, ăn đồng hủ thôi mà chỉ có cái chồng cười nhiều, sáng nào không được cười chứ, cười giết mập luôn à. Thì biết hồi xưa nhìn Đức hô cỡ nào chưa?
Bây giờ muốn hô cũng như ngày xưa cũng không được nữa. Ngày xưa hô ghê lắm, tại vì hai bên có thịt mà nó xô xát, hết năng lượng mà, hết năng lượng. Vậy mà cười giết đỡ hô, cười giết đỡ hô nghe quý vị. Quý vị nhớ như Đức nói hoài câu không? A Di Đà Phật. Giết nó đỡ hô chứ. Quý vị thấy không? Tại sao mà thứ bảy chúng ta phải đến, chủ nhật chúng ta phải đến? Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ mà không đến đây vì ai bổ cho quý vị? Còn có nhiều cô nói là thứ bảy chủ nhật á, mà thầy nạp năng lượng làm 5 ngày kia con làm việc ngon á. Chứ không có giỡn đâu. Con mà không đến cái ngày thứ bảy chủ nhật là con về làm 5 ngày kia là con thê thảm á. Nó làm như nó bị một cái trạng thái gì lạ kỳ lắm. Còn vô là ở đây làm như nó cỡ mở cái gì, biết cỡ mở cái gì? Cái phước. Cái phước nó tăng ở trong mạng đi lên nên tâm trạng thoải mái. Cái phước giống như là một cái đèn mà là đủ dầu thì đèn sáng. Điện mà đủ thì đèn điện sáng, thấy không? Còn nếu điện thiếu là đèn giật. Mà đèn dầu mà dầu hết thì đèn tắt, thấy chưa? Nên con người kia phước tăng là nó sẽ vui à. Còn con người mà phước thiếu là nó buồn. Phước thiếu là nó buồn, nó mờ liền vậy đó, hiểu không? Con người cần có phước duyên để con người mình sáng lên. Nếu con người mình mà đi tu nghe, con người mình mà thiếu phước nó cũng mù mờ luôn đó. Nên Phật nói rằng của báo nè con, của báo nè, cầm, cầm của báo. Mà nói không, thấy không có của báo. Của báo là cái gì Phật? Kinh giáo là của báo này con. Không thấy kinh giáo không của báo gì. Tụng hoài mà không có cái gì, thấy không? Tại vì họ không biết áp dụng kinh giáo vào cuộc sống nên họ không thấy đó là của báo. Hiểu chưa? Như Đức đem kinh giáo, như Đức áp dụng vào cuộc sống này, như Đức thấy của báo rõ ràng luôn. Của báo câu A Di Đà Phật này là đại báo vật. Câu A Di Đà Phật này là duyên ngọc như ý. Phải như ý không? Như ý không? 4 ngày tổ chức lễ vía Quan Âm là từ đâu niệm Phật mà ra chứ từ đâu? Tại quanh năm như Đức niệm Phật, không bao giờ tổ chức vía Quan Âm là bình thường, thành công. Quý vị coi 16 buổi giảng của Như Đức là từ cái gì? 8 tháng A Di Đà Phật không đó. Vì mình Đức giảng ào ào 16 buổi. Quý vị coi một ngày 4 buổi, lên là giảng, lên là giảng, lên là giảng, vô cùng tự tại. Người ta viết bài không cũng đủ le lưỡi, đừng nói mà giảng. Như Đức giảng là gần 2 tiếng đồng hồ. Như thấy nãy gì Đức nói cái gì? Sao nói hoài à? Nói bị cừ được, không ngủ. Này mới đạt á, đúng không? Mọi người mình khi mình có phước có duyên thì tự nhiên những cái duyên tốt đẹp nó sẽ duyên đến với mình. Phước tốt đẹp nó sẽ đến với mình. Nên cái chỗ quan trọng mà người làm thầy, người làm cha, làm mẹ dạy học trò, dạy con, dạy cháu, đó là dạy tu phước duyên. Tại vì khi mình tu phước tu duyên thì duyên phước nó sẽ đến với mình. Còn nếu như mình không biết tu phước tu duyên mà mình thiếu duyên thiếu phước thì mình đa phần mình gặp những cái không tốt đến với mình không. Nên năm xưa khi Hòa Thượng Tịnh không gặp thầy Lý Bỉnh Nam, nghĩa là thầy Lý Bỉnh Nam nhìn thấy được người này thông minh nhưng thiếu phước thiếu duyên, thì chỉ ông tu phước duyên từ cái việc nhỏ. Hỏi ông có tiền mua kẹo không? Là nhỏ quá đó. Khi tôi giảng pháp đứng gặp người chắp tay niệm một câu Phật hiệu, miệng nở nụ cười, tặng cho người ta cục kẹo, sắp ghế cho người ta ngồi, sắp niệm cho người ta ngồi, bố trí chỗ ngồi cho người ta mát mẻ đàng hoàng, lo lắng cho người ta. Rồi khi tôi chia sẻ Phật pháp, tôi giảng pháp, ông sắp xếp đạo tràng đàng hoàng, nghiêm túc vui vẻ. Thì sau này khi duyên phước ông về thì tới cuộc đời của ông thì tự nhiên mọi việc đều rất là tốt đẹp. Thì đại lão Hòa Thượng Tịnh không nghe thầy dạy như vậy, chân thật là từ cái tâm tu phước duyên mọi mặt, rồi gặp người vui vẻ hoan hỷ, gặp người biết niệm một câu Phật hiệu để tu phước duyên.
Nên Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, Ngài nói rằng là Ngài là người cũng sanh trong một gia đình thiếu phước. Còn trình độ học vấn của Ngài thì trung học, nhưng nhờ học được Phật Pháp, trong nhà Phật dạy tu phước tu duyên, mà Ngài nhiệt tình Ngài tu phước tu duyên. Rồi thầy Lý Bình Nam nói rằng thấy người ta phóng sanh, có một chút thì bỏ vào, không bo có thì tùy tâm, tùy hỷ. Thấy người ta xây chùa, kết duyên với người ta xây chùa. Nghĩa là thấy người ta làm những việc Phật sự, in kinh, làm máy niệm Phật, máy nghe Pháp, tùy hỷ làm chung. Từ cái tâm tu phước duyên nhiệt tình đó mà ông làm đi. Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không Ngài nói càng làm càng nhiều, càng làm thì càng nhiều, mà càng nhiều thì Ngài càng làm. Nên phước duyên của Hòa Thượng rất là lớn, lớn dữ lắm. Cả đời tu phước duyên rất lớn. Nên khi phước duyên Ngài quá lớn thì đúng là sách số coi Ngài năm 45 tuổi chết. Vì mà phước duyên lớn kéo dài khoảng 50 năm nữa, sống thêm 50 năm nữa. Còn một con người mà nếu mà như thí dụ như mình sống khoảng 70 tuổi mà mình không có phước không có duyên, mà tổn phước tổn duyên, thì mình sống khoảng 50 tuổi mình chết queo. Giống một cái cây này bây giờ đúng ra tuổi thọ nó sống được 10 năm, nhưng mà bây giờ cái cây này nó thiếu sức sống, thiếu mũ thì giống như thiếu phước, khô mũ thì chết liền vậy đó. Nên con người mình ví dụ như mà thiếu phước là tự nhiên nó sơ xác, giống như khô máu, chết queo với đầu giờ, hiểu chưa đó. Nên cái việc tu phước tu duyên giống như mình chăm máu. Con người mà có phước có duyên tự nhiên sắc diện mình tốt, vui, quan hỷ, rồi nói chuyện người ta cũng thích, có phước có duyên. Còn hết phước hết duyên mà nói ra người ta muốn quýnh. Khi người ta gặp mình tự nhiên, lúc trước thì người ta gặp mình ta chạy theo cúng dường. Khi duyên phước mình hết, người ta vượt mình, ta quýnh. Gặp mình ta vượt, vượt chạy vô vui á. Nói sao mình vô duyên, sao bây giờ kỳ cục cái chậm. Lúc trước người ta gặp mình ta thích, người ta quý, mình nói gì người ta cũng cực, nói đại người ta cũng vui. Bây giờ sao nó mở miệng ra là nó vượt mình hơn quá trời nè. Chạy vô vô, nó không có quan tâm ngó ngàng ta, không cúng dường luôn. Hết phước hết duyên, hiểu không? Nên khi duyên phước của mình mà dày thì tự nhiên con người mình nó đặc biệt lắm. Nên cái việc tu phước tu duyên là chỗ phải cố gắng trong mọi mặt, mọi lúc, mọi nơi. Thí dụ như chuyện đơn giản thôi, mình bước vào nhà vệ sinh mình đi, mình cũng tu phước duyên được. Có nhiều người người ta vô nhà vệ sinh đi, thì có cái thùng mà nước mà để dội nhà vệ sinh, ta dội xong khô gan, người ta đốt mà người ta có bỏ cái thời gian mà người ta xả nước kìa. Không, nghĩa là người ta chỉ xài nước mà người ta không biết xả nước. Còn mình bước vô mình thấy cái thùng nước ít, mình có thể bỏ thời gian nửa phút xả nước. Mình chấp nhận, mình đứng đó mình niệm Phật vài câu thầm thầm trong tâm, chờ xả nước cho đầy thùng rồi mình ra, để cho người ta tới, người ta đi, người ta có nước dội thì cái nhân đó mình gieo là duyên, đúng không? Duyên nên sau này mình đi đến đâu cũng có nước mình dọn nhà vệ sinh là quả. Nó là nhỏ, là chuyện nhỏ thôi nha. Chuyện này mình không để ý chứ không dẫn đâu nha. Đó. Có một lần Nhị Đức đi đến cái nơi đó, Nhị Đức mua ghế, đến mua ghế xong cái mắc vệ sinh hỏi cái người bán ghế là nhà vệ sinh đâu. Mà chị vừa đi ra ngoài đó thấy nó đi một cầu không dội, nguyên cái cầu đi đầy không dội chứ. Rồi xong những Đức thấy những Đức xả nước đàng hoàng, Đức dội xung quanh nhà cầu cho sạch. Xong những Đức mới dội cái nhà cầu mà đi đó sạch phân hết. Xong những Đức đi tiểu một cái rồi xong những Đức dội cho sạch, xả nước đầy đàng hoàng đi ra. Mà gì mà trong lòng nó vui lắm quý vị. Mà giống như cái tâm mình mà vô mình quan hỷ, mình hửi phân nó có phước thì sao. Người phân có phước quý vị ơi. Nó hồi đó Nhà Đức mới vô chùa tu á,
nếu rửa nhà vệ sinh với làm việc nấu ăn, rồi sắp ghế cho thầy giảng, rồi niệm Phật trước khi thầy giảng, rồi buổi sáng thì tu xong tranh thủ đi rửa nhà vệ sinh, làm tất cả các việc. Thường chùa đông quá, người ta đi có khi tùm lum, có nhiều bà già chạy không kịp nên là phải đi bên ngoài. Mình rửa nhà vệ sinh ban đầu cũng bực bội phiền não, bực bội. Sau này mình nghĩ, ủa mình phải thay đổi cái tâm này lại. Cái những đức sau này thay đổi cách mới. Những đức với ông Hiếu mắt to hồi xưa làm, hai anh em làm chung, thường bởi phiền não lắm. Vô ưa thấy người ta đi bãi bãi á, rồi mình hốt, hôi thúi, mình bực bội. Sau này đổi cái tâm lại, là hai thằng nói mai mốt mà thằng nào may mắn gặp trước là thằng đó hốt, là may mắn là hên. Nói đổi cái tâm lại quý vị. Cuối cùng thì sáng đó tự nhiên vừa nói xong sáng đó thì những đức gặp chứ. Những đức chạy lại, những đức mừng quá giống như gặp dạng. Cái những đức không có dùng bao tay, những đức lấy tay những đức hốt đại vô bọc buộc lại rồi đi bỏ. Rồi có khi hốt vô cái nhà cầu cái dội xuống, lấy tay hốt không vậy đó. Từ đó về sau hai thằng mà gặp phân giống như gặp vàng, mừng quá trời mừng, dành nhau, dành nhau hốt cứt á. Ồ hốt quá trời hốt luôn. Thì quý vị biết rằng từ đó về sau người làm nhà vệ sinh là thôi không có biết dơ nữa, mà không có phiền não nữa, thấy không? Nghĩa là cái sống, cái tu của người mình nó biết chuyển phương hướng. Giống như ngày xưa những đức ngoài đời mà những đức bị bà sư phụ chữ, ngày nào những đức cũng cố gắng để bà đừng có chữ, mà bà cứ chữ à. Rồi xong rồi những đức mới đổi cái cách lại là tại sao giờ này bà chưa chữ, rồi giờ này sao chưa chữ. Khi mà bà chữ rồi cái những đức nói u mừng quá chữ à. Những đức khi đổi cái tính đó lại cái là bắt đầu là bà thấy những đức kinh quá, bà mới dùng cái câu là mặt mày công nhận chay thiệt đó. Nghĩa là bà chịu hết nổi mà mới nói câu đó đó. Thì những đức đổi cái lại như vậy thì tự nhiên thành công. Là sau này khi rửa nhà vệ sinh, những đức cũng đổi lại luôn, đổi cái tính lại. Đổi lại là ngày xưa gặp phân thì sợ, bây giờ rửa nhà vệ sinh mà sống gặp phân, nên gặp phân thì mừng. Đó, rồi bắt đầu là những đức diễn lại là những đức làm được liền. Rồi có khi mà người ta đi cầu đó mà người ta dội không sạch, ta dính phân ở trên cái cầu quý vị, thì cũng rửa cũng thấy bực bội. Sau này những đức mới lấy cái tay những đức quẹt phân, những đức ngửi thử. Hít đồ quá trời luôn. Mình làm những cái điều lạ lạ giống như khùng vậy, kỳ cục vậy lắm, mà làm có chủ ý nghe. Ấy phân quẹt á, ngửi thử, vừa ba chia lỗ mũi, hít quá trời hít. Xong cái tự nhiên mình nói với mình nói phân của người ta mà thấy cũng thúi vậy. Vậy thì phân của mình nó cũng thúi, mà tại sao mình đi vậy để cho người ta phải rửa. Từ đó về sau nhắc mình là như vậy là mình hiểu cái việc làm này nó kỳ quá. Của mình mà để cho người ta dội bày hầy vậy. Nên nhắc mình là từ hôm nay bản thân mình không có làm điều này đối với người khác. Hiểu chưa? Là mình ngửi phân thử, mình cảm nhận quý vị. Đặt cái vai trò mà mình vào người ta làm, tự nhiên bản thân mình có cái sự giáo hóa, thay đổi tư tưởng quý vị. Nghĩa là nó thay đổi tư tưởng á. Nên trong cuộc đời tu của mình, tu phước tu duyên nó mọi mặt à. Mặt nào quý vị cũng tu phước tu duyên được á. Quý vị vô chùa là cơ hội tu phước tu duyên mau lắm, nhiều lắm. Nói mà bây giờ mà trong ngôi Tam Bảo đi, mình đang đi dọc đường mình thấy một chiếc lá rụng, một cái miếng rác người ta liệng, mình lụm mình bỏ thùng rác. Đó cũng là một hành động, nó không phải nhỏ đâu nghe, cái tâm vậy nó không nhỏ. Nó là gọi là giúp cho cảnh quan được sạch sẽ, một hoàn cảnh dạ lam nhìn được tốt mà ai cũng thích đến. Ví dụ như bây giờ mình ăn một cái gì đó, mình xả rác đại một miếng nhỏ thôi, nhưng mà đối với một cái hành động làm đó của mình mà mình làm cho môi trường bị ảnh hưởng, đó là một cái điều nó không đúng. Thí dụ như bây giờ mình sống trong phòng 5-6 người mà mình để mình phải ở dơ, mình nói tôi ở dơ là chuyện của tôi không dính dáng đến ai, cái tên kia nói lại một câu mi ở dơ thì được, nhưng mà để cho ta ngửi thì không được. Thấy không? Đúng không? Rất là hay. Nghĩa là mình nói mình ở dơ là chuyện của mình, có dính dáng gì người đâu mà người nói.
Thằng kia nói là mi ở dơ thì không sao, nhưng mà để ta ngửi là có sao. Đó. Khi nó vì người rồi thì tự nhiên những điều này mình sẽ cởi mở liền, mình sẽ điều chỉnh liền để tu phước tu duyên liền, vậy không nói vòng vo chứ, thấy không? Nó có những việc mà mình tổn phúc tổn duyên của mình đó mà mình không biết đó. Nếu như cả đời mình khéo tu phước tu duyên thì vị biết rằng phước duyên quý vị rất là lớn. Nó như đại đấu là thượng tinh không, là rõ ràng thành công được phước duyên. Tu phước tu duyên chứ gì đâu. Nên khi mà những đức mà bên cạnh thầy cũng gì, thầy cũng nói rằng là thầy cũng khổ. Đi tu gặp các pháp khác thầy tu thầy khổ quá trời luôn. Bệnh đau đi đâu cũng cầm theo bình thuốc. Vậy mà từ khi nghe Hòa Thượng Tịnh Không giảng về tịnh độ là thầy chuyên niệm Phật Bộ Kinh Vô Lượng Thọ, bắt đầu là có tâm bố thí cúng dường liền. Từ tài thí pháp thí vô ý thí chân thật làm mà thay đổi số mệnh cuộc đời luôn đó. Tiền bạc vật chất quá trời đầy đủ luôn. Khi dạy người niệm Phật đúng là một câu Phật hiệu mà. Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hà sa. Cái việc này 100% luôn, thay đổi cuộc đời luôn, phước duyên quá trời lớn luôn. Tiền bạc khắp nơi nơi bốn phương chúc về người niệm Phật luôn, phước duyên quá trời dày luôn. Những đức bên cạnh thì đức thấy rõ ràng luôn, phước duyên của thầy rất là lớn, rất là lớn quý vị. Thời đó là 1500 người trong chùa mà không bao giờ cái chuyện mà nói mà thiếu gạo đâu quý vị, không có thiếu gạo đâu, đem gạo cho người ta không có thiếu đâu. Rồi tới cuộc đời của những đức thấy rõ ràng luôn nè, đây là xác thực luôn nè. Cuộc đời của người sanh trong một gia đình nghèo, thiếu học, trình độ quá cao. Lớp 3 ở lại 9 năm. Vậy là trung thành với cô giáo. Nói câu vậy nghe, trung thành với cô giáo, trung thành với lớp tiểu học. Quý vị, quý vị biết rằng là nghèo khổ vô cùng. Đi làm thành phố mười mấy năm, thầy rõ ràng tay làm hàm nhai, không có phước. Muốn có dư nghĩ cách dư cũng không dư được, không có được. Trong mạng không có. Bây giờ quý vị coi cái ly nước trong mạng mình, nó không có nước lấy gì đâu uống. Chỉ có mỗi ngày ấp lấp để dùng cho qua ngày đoạn thác. Đó là tạo ra một chút rồi uống một cái hết. Tạo ra một chút uống một cái hết. Ngày mai không tạo thì ngày mai phải mượn. Mượn xong có nước phải trả cho người ta, rồi tiếp tục rồi phải. Cứ là như vậy mà ấp lấp mà sốc, không có phước. Nó muốn có vợ mà không có tiền thì cứ vợ. Nó vì coi, thấy không? Vậy mà thấy vậy cuối cùng thê thảm quá, đi tu bất đắc chí, không làm ăn được, không có tiền cưới vợ, thôi đi tu phước cho rồi, hiểu không? Chứ đâu phải là nói cái người thiện căn gì đặc biệt gì đâu. Rồi vô chùa tự nhiên gặp ngay ngôi chùa tu tịnh độ, rồi nuôi người già, thấy việc này được á, bắt tay vào làm nhiệt tình luôn, cực lực nhiệt tình 5 năm quý vị, duyên phước hội tụ liền. Trong vòng 2 năm là duyên phước bắt đầu phát triển rồi đó. Bắt tay vô việc tu phước tu duyên nhiệt tình hết lòng luôn. Thì duyên phước khi hội tụ thì trụ tâm được một nè. Duyên phước khi hội tụ, tại vì trong nhà Phật nói phước rồi huệ. Cái phước đó, nó giúp cho mình trụ. Mà trụ được một câu Phật hiệu này thì sanh trí huệ. Và sanh trí huệ là nhìn ra được cái pháp tu. Mà nhìn ra pháp tu là miết tu cho tới cùng. Nên từ nơi đó mà những đức thấy rõ ràng. Những đức vô chùa lót nền móng 5 năm nên cái gì những đức cũng biết. Xong những đức gặp cái pháp tu nuôi người già, và những đức nghĩ ra nuôi người già để niệm Phật thì phù hợp trong thời cuộc vô cùng. Chứ nuôi con nít mà niệm Phật thì không phù hợp, mà nuôi người già niệm Phật thì rất phù hợp. Nên những đức bắt tay vào cái việc nuôi người già niệm Phật. Rõ ràng không? Thì bây giờ chùa mình quý vị coi tổng cộng các điểm chùa chúng ta hơn 1000 người, trong đó cũng 700-800 người già, thấy không? Sáng nay có một cụ bà mới đi dưới nè, dưới ông âm xong đi lai rai hoài, mới một cặp giờ thêm người nữa. Mà bà này là bà từ Phú Yên nghe, bà nghe pháp Nhân Đức xong lễ dưới ông âm, bà vô bà lễ, bà lễ xong thầy Nhân An nói làm như bà này bà biết ngày giờ bà đi thì sao, có nghĩa là bà vô đây xong bà có đâu 3-4 chỉ vàng với 7-8 triệu,
Bà gói lại phải đưa thầy Nhẫn ăn, là đưa thầy Nhẫn Đức giùm, để thầy bận thầy đi tới lui không thấy thầy, nên cầm đưa cho thầy giùm tôi, tôi sẽ chết ở trong chùa. Trời ơi. Thầy Nhẫn ăn nói ở cái bà này sao mà bà nói chuyện ngộ cái trời, bà cộng tu mà mới nói ừ chi mà tôi chết đây đó. Xong rồi thấy bà nói vậy rồi sao từ từ bà yếu rồi kêu đi đăng ký cho bà đại đi, tại vì bà nói vậy bà không chịu gì. Tự nhiên vô nó chết trong đây ngủ ghê. Thấy đăng ký đại, đăng ký rồi xong hôm qua yếu đưa vô phòng hộ niệm, hộ niệm một tối sáng 6:15 ngủm của tối. Thấy chưa? Thấy không? Thấy tự nhiên người ta ở đâu trên trời dưới biển ở đâu mà nhào vô chùa chết. Cái hộ niệm đàng hoàng. Nó cái tâm người ta ở nhà người ta nghe pháp mà người ta hướng đến chùa đó, mạnh tới ghê chưa? Vậy mà ta vô chùa mà người ta biết cái chết của người ta đến đó trời. Ta vô ta chết đó, vô chùa chết đó. Giống như cái bà mà hoa sen nở trong miệng ra, thấy chưa? Phải không? Rõ ràng chưa? Đuổi cũng không đi nữa. Nó gặp những Bồ Tát đó, đó cho quý vị thấy đó. Vô tới chùa, nằm trước cổng chùa, kêu đi không đi, xe chở lại bác kêu xe đi hết đi, bác nằm đây nè. Ra kêu bác đi, bác lấy tay bác nắm cái cây sắt cửa chùa, bác nắm cứng vậy nè, nắm quy bú gán bú nắm học kỳ cục cái chợ thì chạy vô đi chết. Nó bắt đầu đem vô phòng niệm, như Đức xuống như Đức la cho một chập. Bà tự nhiên sao mà ở đây đầy hết không có chỗ ở mà sao mà bà muốn ở? Bà nói không, con đi đến đây chết. Trời ơi, trời ơi, đi đây chết. Xong rồi nói ừ mà muốn chết phải không? Được vậy thì hộ niệm, hộ niệm bữa sau đi. Thì thấy không, lạ chưa? Đó cho mình thấy đó. Mà người ta niệm Phật, người ta biết ông thầy này lo, ông làm gì đó mà ông lo. Nó nên người ta đến gặp ngay cái người vậy để lo cho người ta. Chứ cái người mà không chuyên nhất niệm Phật, không lo cho người ta, đố người ta lỡ người ta làm già gì với quý vị, không có đâu. Người ta mà quyết định không lo, người ta kêu chính quyền là xử lý, chứ người ta không nhận mà đi nằm giả, đúng không? Nhưng mà người ta biết ông thầy này lo, người ta niệm Phật, người ta giao cảm được tần số niệm Phật, người ta đến nằm giả để mà chết. Kỳ cục gì đó, thấy chưa? Rõ ràng đó. Ngay giờ cái bà này cũng Iran luôn, thấy không? Xong như Đức nói như An là thôi coi sắp xếp hộ niệm đồ đàng hoàng thì người ta có tâm quyết gì cứ lo điện con cái đồ vô đi, rồi lo y gan các cụ mình thôi. Đã là có duyên thì người ta đến cộng tu hay thường trụ gì cũng y gan thôi, quan tài hay đưa đi xe cộ giống hệt thôi, có gì đâu khác. Có duyên mà người ta xa ta niệm Phật thì như người trong chùa niệm Phật, đã có duyên là đến à, còn không có duyên miễn cưỡng cũng không được, đúng không? Bởi vì thấy tu phước tu duyên quan trọng chưa. Bây giờ người ta xa người ta nghe những đức thôi đó mà người ta cũng được gì thôi. Mà tại sao người ở trong chùa mà tại sao có khi chết đi ra ngoài chết? Tại vì ở trong chùa những đức lo cho mà không biết cái tâm cung kính, không cảm ơn. Nó ở phía sau còn chăm chích nữa thì hết duyên. Rồi nói tới cái người ta có phước thì mình hết phước. Mà khi mình hết duyên mình hết phước sao mình ở đây? Thì ở trong chùa mà gần chết nó đi bò ngoài chết rồi. Còn cái chuyện mà người ta ngoài đời mà tại sao người ta đi vô chùa chết? Tại vì người ta xa mà người ta cung kính, biết lắng nghe, chân thật nghe lời, hết lòng mà làm. Duyên phước nó dày quá, người ta vô chùa mình lo cho người ta. Nó quý vị thấy không, cái vô hình chung của tu phước tu duyên á, nó chưa chắc rằng ở bên cạnh người đó mà tu được phước duyên vậy, mà nó là cái tâm cung kính, cái tâm cảm ơn á. Trời, nhiều Phật tử người ta xa, người ta chỉ cầm chiếc máy để nghe thôi, vì mà ta nghe bao nhiêu năm chờ gặp người ta mà ta đặc biệt còn hơn cái gì, tại vì người ta quá cung kính à. Ta nghe, người ta cảm nhận, người ta làm được lợi ích, ta cung kính, đừng có nói nữa. Vì mà có những người trong chùa như Đức lo cho quá trời luôn, không phải chùa mình vậy, mà là trong số lượng đông nó có một hai người. Một hai người họ không biết ơn những Đức. Lo cực lực, lo quá trời luôn, họ không biết ơn. Đó, nên quý vị biết rằng con người mình mà mang cái tâm cảm ơn nó không đơn giản đâu quý vị. Như những Đức này khó biết ơn được cái chuyện mà sư phụ như Đức chửi như Đức lắm. Không có biết ơn được đâu. Ngày xưa ngoài đời mà bả chửi những Đức á, những Đức nó quyết tâm những Đức hơn bả là ôm hận trong lòng. Chứ không phải cảm ơn đâu. Chửi như Đức quá, như Đức tức. Cuối cùng như Đức cố gắng ăn cơm nước mắt chan cơm, tức quá phải quyết tâm là hận, chứ không phải là mình cảm ơn gì bả đâu. Là mình phải làm cho bằng được cái tính của người những Đức, là đè những Đức, là những Đức phải vượt lên chính mình đó. Con người những Đức nó không có chịu thua người khác đè những Đức đâu. Có
có nghĩa là càng đè là càng dữ dằn, càng làm khó những đức là những đức càng dữ dằn lên. Tính của người những đức là càng làm khó những đức thì những đức phải càng dữ dằn lên. Con người những đức càng khổ chừng nào là phải càng vượt lên chính mình chừng ấy. À, còn lúc mà dư giả đồ này kia thì những đức không màng đến nhiều nghe. Nhưng mà những đức càng khổ là những đức càng dữ dằn lên. Giống như lại Quan Âm mà càng mệt thì những đức càng lại dữ dằn lên. Như vậy đó, chứ không phải mà chịu một kiểu mà mệt rồi cái đầu tự nhiên thôi phải dưỡng sức, không có. Mà càng mệt thì càng tu dữ lên. Như lễ Quan Âm mà lúc những đức mệt nhất là những lúc những đức lại giống như là lại mà điên cuồng luôn, lại dữ dằn lắm. Lại mà nói mà Quan Âm bây giờ con lại danh hiệu ngài, bao nhiêu con người đang lại, ngài để cho con mệt vậy là không được đâu. Như vậy đó là tâm hừng ngư cưng hực lên, kinh lắm. Nên những đức lại Quan Âm là giống như những đức cảm ứng với Quan Âm vậy đó. Khi mà những đức lại Quan Âm, những đức mình mệt là những đức nói là ngài phải cho con chút sức lực nữa nghe, chứ ngài không cho sức lực là con lại yếu, là người ta lại thấy không nổi đó. Là những đức lại hừng hực hực à. Nên có những người ta nói những đức tại sao mà lại Quan Âm là càng lại càng lại mạnh, là cái tâm lực, quý vị, tâm lực cảm với nguyện lực á, tâm lực cảm nguyện lực. Chứ không phải là những đức mà đau đau cổ như đức dưỡng, nó không có dưỡng đâu, không có dưỡng, tắt rồi thôi à, chứ không dưỡng. Nó đó là cái việc mà những đức nói với vị là Phật pháp á, mình phải nhiệt tình, mình phải hết mình phải có tâm quyết thì mới làm được. Cái chuyện mà chúng ta mà tổ chức được 4 ngày lễ viếng Quan Âm là cái việc đó thật sự mà nói, trong cái cuộc đời mình thật sự mà nói quý vị ơi, nó là một cái việc dấu ấn khó quên trong cái cuộc đời mình. Nếu gặp Phật pháp đây là dấu ấn khó quên đó, trong cuộc đời. Mà chắc từ xưa tới giờ quý vị coi chắc chưa có ai làm đâu. Chỉ có Bạch Trợn như Đức làm thôi, không ai làm. Đó. Làm này kinh quá. À, rồi chuyến này là lại 3 ngày đó. Chứ đúng ra là những đức mấy chú cũng coi lịch sai. Thì bây giờ tính tổ chức 2 ngày thôi, tại ngay thứ bảy chủ nhật, 18, 19 ngay thứ bảy chủ nhật. Qua gặp hòa thượng nói thôi, ông tổ chức chùa mới với bên hậu pháp rồi bỏ đại Tùng Lâm bển dán que. Tổ chức 3 ngày đi. Chùa mới ngày 17, 18 đại Tùng Lâm, 19 hộ pháp, 3 ngày. Đó là ba chùa. Vậy đó thì mình nhiệt tình mình làm thôi. Tới bây giờ 17, 18, 19 tháng 2 âm lịch tới bây giờ nó lay quay rồi, tới rồi đó. Nên giờ chuẩn bị chân cẳng chưa? Nên mấy ngày nay cổ như đức cũng đau đau. Khi xong hết 2 ngày như đức đi làm việc quá trời, đâu nghỉ ngơi đâu, làm việc nhiều thêm, họp các ban, sắp xếp các ban. Chùa mình tổ chức lễ lọc mà xong mà chùa mình không có vấn đề, đi biết những đức bỏ cái công cỡ nào chứ quý vị. Lễ xong rồi vậy đó, mà cái buổi tối đó là những đức đang gặp nhóm các cô ngồi ăn miếng cháo với họ đó. Cái tâm lý mà người nữ mà quý vị biết, họ mệt, họ cực, là họ ưa đi vào tiêu cực, sanh phiền não. Hiểu chưa? Ngồi ăn miếng cháo, nói chuyện vui chút xíu, tự nhiên cái mệt của họ bay hết. Bay hết. Người nữ họ mà vui rồi họ giỏi dữ lắm. Họ mà vui rồi là thôi cái gì họ cũng làm được hết. Mà họ thương, họ lo cho mình, họ nghĩ ngợi, họ lo cho mình từng chút, mà họ siêng năng dữ lắm. Mà họ mà phiền não một cái là đừng có nói mà bắt nó làm. Nó làm nhưng mà nó dậm chân dậm cẳng, nó dằn mâm sáng chén, nó lo cho các cụ khổ lắm, không giỡn đâu chợ. Tính người nữ nó kỳ cục vậy đó. Thì thằng Hoàng Diệu ai cũng vậy thôi, vui thì làm tốt thôi, đúng không? Thì bây giờ ai cũng cực, nhưng mà mình lại quan tâm người ta vậy thì người ta cảm thấy nó an ủi cõi lòng, hiểu chưa? Nên từ nơi đó mà xong rồi ngồi ăn miếng cháo, rồi xong cái nói chuyện vui chút xíu, sáng mai tiếp tục bắt nấu ăn nữa. Nấu bữa sau lại người ta ở lại còn khoảng 1.500 người dẫn đâu, bữa sau lại người ta ở lại đông. Nó nên tiếp tục rồi chiều lại cả nhà đức phải bố trí cho quý chú ổng nấu ăn,
cho mấy cô nó được nghỉ, ngủ trưa ngủ luôn tới chiều dưỡng sức lại thôi. Tối lại như Đức họp chúng liền, rồi qua bên kia họp bên đây, qua đây họp bên đây, rồi họp bên kia, rồi họp mấy chú mấy thầy ở bên hộ pháp, rồi bữa sau lại họp tất tổng thể tất cả các anh em nam lại, đưa lên tư tưởng lại để cái ngày lễ nó mệt xong nó trở lại trạng thái bình thường, không còn cái gì mà mệt mỏi, đưa lên tư tưởng với họ. Tại những đức kinh nghiệm thường nhiều chùa ta tổ chức lễ xong là người chúng chùa ua rớt mệt, và thấy cuộc đời đi tu cực quá, sao thấy nó sao nó cực quá. Còn người trên xong rồi ta được đi chơi này kia thoải mái nghỉ ngơi, còn mình thì cu ly cực quá, làm việc suốt không có ai ngó ngàng đến, thấy không? Cái tâm nó đi vào tiêu cực và đi về luôn, chán nản bỏ đạo. Khi mà xong chương trình là những đức ngồi lại, những đức nói ý nghĩa của cái chương trình, ý nghĩa của công việc. Nên quý vị thấy có cái bài chia sẻ mà những đức nói chuyện với tất cả các chú các thầy của ba điểm chùa, thấy chưa? Nó nên cái công đoạn đó hình như là đoàn kết thành công đó, nó rõ ràng đoàn kết có thành công. Anh em thì không đông nhưng mà lại được đoàn kết. Mà muốn đoàn kết là phải có người đưa cho tư tưởng. Có tư tưởng, có đoàn kết thì mới có thành công. Xuyên suốt luôn nhà Đức có nghĩ đâu, rồi tiếp tục nhà Đức giảng pháp. Rồi làm ký sự quá trời luôn. Làm chương trình này, chương trình kia, chương trình nọ, nhà Đức đâu có nghĩ đâu. Nên cần cổ nhà Đức là nó đi theo nhà Đức là đúng, là nó phải ghen. Chứ nếu không là nó rớt. Rớt cần cổ ra ngoài à, không mà cần cổ như Đức cũng là cần cổ đặc biệt đó quý vị. Nhìn thì có khi lâu lâu nói chuyện ho khao khao vài tiếng đó, nhưng mà xong rồi như Đức nói một chút là hết trơn à, không có cái gì đâu. Rồi xong là trở lại bình thường. Mình nghĩ là mình làm việc cho Phật Bồ Tát, Phật Bồ Tát gia hộ đó. Thì những Đức thấy rằng là cái cuộc đời như Đức đi tu là tu phước tu duyên, như Đức chú trọng lớn. Và như Đức nghĩ rằng nếu mình có phước có duyên thì mình ở nơi đâu mình cũng thành công. Còn mình thiếu phước thiếu duyên thì mình không có thành công đâu. Vì nhớ này, mình không có phước mình không có trụ một nơi được. Mình không có phước là giống như mình là chiếc thuyền che, nó trôi bồng bềnh, nó không có bến đậu. Còn mình mà có phước có duyên là mình biết chỗ đậu liền à, mình đậu liền. Mình mà thiếu phước thiếu duyên, mình ở nơi có phước mình cũng không chịu ở. Mình phải đi đến cái nơi không có phước. Mình mà có phước đi, mình vừa gặp cái người, ví dụ mình ngoài đời mình gặp cái người đàn ông đó cái là mình chọn liền. Không ngờ mình đâu có biết gì đâu mà sau này thằng ông nó lại giỏi thành đạt. Còn mình vô phước mình đi lựa quá trời, mình lựa nhầm cái thằng lũ đạn, không có phước nó đi lựa nhầm lũ đạn. Còn mình mà có phước là tự nhiên phước nó dẫn dắt mình gặp cái người tốt mà, nó phước duyên là nó đến với mình là cái tốt. Còn mình vô phước vô duyên là nó gặp cái xấu nó đến với mình. Nó nên cả đời chúng ta khéo tu phước tu duyên trong mọi mặt. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.